Gốc cây cổ tại giá 30 tỷ, không bán ở miền Tây. Gốc cây bằng đá với đường kính hơn 10 mét và tuổi đời đến 400 năm của một chủ cửa hàng gỗ ở Sóc Trăng được tài giá hơn 30 tỷ nhưng chủ nhân không bán. Chủ nhân của gốc cổ thụ này là ông Mai Kiên ở khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Ông làm nghề kinh doanh gỗ 40 năm nay. Theo chủ cửa hàng, ông mua thô với giá 35 triệu đồng ở ấp Phụng Từ 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Khi chưa xử lý, bộ rễ của cây nặng hơn 30 tấn. Để vận chuyển gốc cây này về nhà, ông phải mất một tháng cưa, xẻ và thuê phương tiện chở với chi phí hơn 200 triệu đồng. Giới sành cây kiểng cổ cho biết, gốc cây ông Kiên mua được là một trong hai cây cổ thụ tại ngôi đình ấp Phụng Từ 1. Quá trình bơm cát thi công một công trình ở đây đã ảnh hưởng đến bộ rễ, khiến cây chết. Theo các nhà khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là cây bằng đá có tuổi đời 450 đến 700 năm. Cây cao khoảng 40 mét, đường kính bộ rễ khoảng 18 mét. Ông Kiên cho biết thêm, ban đầu mình không có ý định mua vì không biết làm gì với gốc cây khổng lồ này. Tình cờ, một lần vào chùa, thấy các tác phẩm điêu khắc gỗ khéo léo do các nhà sư tạo ra, ông đã quay lại để mua với ý định tạo ra một sản phẩm điêu khắc độc đáo. Đưa được gốc cây cổ về nhà, ông Kiên thuê 6 thợ làm việc liên tục một năm nay nhưng mới hoàn thành 15% công trình. Theo dự kiến, để hoàn thành tác phẩm theo ý tưởng của chủ nhân, 6 người thợ này phải làm 2 năm nữa. Bộ rễ cây khổng lồ có nhiều hình thù rất lạ như dáng con voi, cọp, rắn, rùa, cá sấu, khỉ và các biểu tượng Đức Phật. Rất nhiều người đến tham quan và hỏi mua. Ông Mai Kiên cho biết gốc cây sau khi được chế tác sẽ có thêm đài sen và tượng Phật Thích Ca chạm khắc bằng một khối gỗ khác cao 3 mét, nặng 5 tấn. Tổng khối lượng tác phẩm hoàn thành sẽ hơn 30 tấn. Khi mới đưa cây về nhà, đã có người trả giá 3 tỷ, nhưng tôi không bán. Tiếp đến, một công ty ở Nha Trang ngã giá 12 tỷ. Mới đây, một ông chủ ở Đà Nẵng đưa ra mức giá 30 tỷ để sở hữu gốc cây đang trong quá trình gia công. Ông Kiên tiết lộ, thấy gốc cây có hình dáng lạ, tôi muốn tạo ra một tác phẩm độc đáo để mọi người chiêm ngưỡng, nên giá cao đến đâu cũng không bán, ông Kiên khẳng định. Hiện, chi phí ông đổ vào gốc cổ thụ này đã lên đến 1,5 tỷ đồng.